Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Họng thân mến. Trước khi vào tập 172 của ngày hôm nay thì Khánh Duy muốn chia sẻ một chút với các bạn. Thì hiện tại Khánh Duy có một số dự án đang làm về muốn làm về thêm bên nhạc và bên bên phim. Thì hiện tại Khánh Duy đang lập một kênh có là Lan Lan YouTube, thì các bạn có thể sang bên đấy đăng ký. Kênh này chuyên về nhạc vàng và những sản phẩm về âm nhạc, thì các bạn có thể đăng ký sang bên đăng ký để nghe các ca khúc nhạc vàng nổi tiếng của chúng ta từ trước đến giờ. Và bên phim thì Khánh Duy đang tìm một bạn nào ở Thái Bình gần gần khu du lịch Cồn Đen chẳng hạn, hoặc là dạt về phía Thái Thụy, hiểu về đồ họa và thu âm, có thể hợp tác lâu dài, bỏ chất xám và thời gian ra cùng Khánh Duy triển khai một số dự án. Thì bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với Khánh Duy. Link link của trang Facebook Lan Lan YouTube thì Khánh Duy sẽ để trực tiếp ở dưới video này. Các bạn có thể sang đăng ký và theo dõi dùng Khánh Duy. Và bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện của ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Trần Lăng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 172 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Chuyện được phát duy nhất trên kênh Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Trần Lăng Ngọc. Quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả, để Khánh Duy có thêm kinh phí để duy trì kênh. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi tập 172 Độc Bộ Thiên Hạ Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ, rất nhiều vũ hoàng xông thẳng lên trời bay về phía của Ngọc Hư Cung. Diệp Húc cũng thong thả đuổi theo mọi người. Khi đi đến Ngọc Hư Cung, hắn lập tức có một cảm giác thân thiết vô cùng quen thuộc, xộc thẳng vào trong lòng, phảng phất như bản thân đã từng đi đến nơi đây từ rất lâu vậy. Diệp Húc quan sát bốn phía, chỉ thấy tòa cung điện này lơ lửng trong vô số kim quang. So với Ngọc Hư Cung mà hắn thấy ở trong Ngọc Lầu còn khí thế hơn, tinh tế hơn. Bên cạnh Ngọc Hư Cung, mây trôi lững lờ. Một tòa thần sơn lơ lửng trên cao, linh khí ngập tràn. Trong mỗi một tòa linh sơn không chỉ tràn đầy tiên linh chi mạch, thậm chí Diệp Húc còn cảm nhận được trong những linh sơn này còn có những luồng năng lượng vô cùng thuần khiết, sánh ngang với năng lượng của vũ tổ. Đó chính là tam thanh linh mạch cao cấp, số lượng không ngờ còn nhiều hơn cả tạo hóa môn. Những linh sơn này chính là từng cánh hoa của đóa tử liên, đan sen trùng điệp, từng cánh từ trong hư không vươn ra ngoài, hóa thành những dãy núi khổng lồ, cùng bảo vệ bao bọc lấy Ngọc Hư Cung. Nhìn tựa như đang lơ lửng giữa không trung, trên thực tế lại là từ trong hư không sinh trưởng, là một bộ phận của thế giới hoa. Ngoài những thứ này ra, Diệp Húc thậm chí còn cảm giác được trong Ngọc Hư Cung còn có các loại linh mạch cao quý hơn cả tam thanh linh mạch, giống như một tôn thần minh không có gì là không làm được chấn tọa Ngọc Hư Cung. Nghe nói loại linh mạch cao cấp hơn tam thanh linh mạch chính là tổ mạch, lẽ nào Ngọc Hư Cung còn có một sợi tổ mạch hay sao? Diệp Húc trong lòng chấn động, ánh mắt quét đi bốn phía, chỉ thấy phía xa xa trên bầu trời Ngọc Hư Cung, từng tầng không gian đứt gãy như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lại lộ ra một không gian vô cùng vô tận ở phía sau. Tòa Ngọc Hư Cung này hoàn toàn không chỉ đơn giản là một hoa một thế giới, mà là bị một cường nhân pháp lực vô biên lấy từng khoảng không gian luyện nhập vào trong Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, cộng thêm những tầng không gian đứt gãy này, khoảng không rộng lớn bên trong có thể nói là tương đương với một thế giới. Hắn tỉ mỉ cảm nhận, chỉ thấy khí tức của tàn phiến thế giới chia căn trong Ngọc Hư Cung càng lúc càng rõ ràng. Mảnh tàn phiến còn lớn hơn gấp nhiều lần so với tưởng tượng của Diệp Húc. Do cấu tạo kỳ lạ của Ngọc Hư Cung, không biết có bao nhiêu tầng không gian ngăn cách dẫn đến khí tức truyền ra bên ngoài mới yếu ớt như vậy. Nhưng khi Diệp Húc tiến vào Ngọc Hư Cung, liền lập tức cảm nhận được
mảnh tàn phiến được cất giấu bên trong, e rằng so với tưởng tượng của bản thân hắn còn lớn hơn rất nhiều. Đột nhiên, hơn chục vị lão nhân từ trong cung sóng vai bước ra, ánh mắt của bọn họ đồng loạt rơi trên người của hắn. Diệp Phúc trong lòng cả kinh, ánh mắt mang đầy lực của những vị vu tổ kia trong khoảnh khắc như muốn chém đôi thân thể của hắn, nhìn thấu những bí mật hắn cất giấu ở bên trong. Bên trong người hắn, Ngọc Lầu khẽ chấn động, hồng mông tử khí mờ mịt chặn ngang những ánh nhìn này. Hả? Không thể ngờ lại không nhìn thấu được hắn ta. Các nguyên lão Ngọc Hư Cung trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy ánh mắt của mình khi dừng lại ở trên người Diệp Húc giống như rơi vào một khoảng sương mù dày đặc, lại không có cách nào nhìn rõ được, không khỏi liếc mắt nhìn nhau mà thầm nói: kẻ đứng sau tên này nhất định vô cùng lợi hại, có thể là cường nhân cấp bậc đế quân. Bảy cấm chế trong cơ thể hắn nên mới có thể cản trở ánh mắt của chúng ta dễ dàng như vậy. Rõ ràng không phải là người mà chúng ta có thể chống lại được. Đế quân trên thiên giới không nhiều, cũng chỉ có mấy vị. Hắn rốt cuộc là do vị đế quân nào phái đến đây? Trần Thiên Công tay cầm Vu Hoàng Sách đứng lên phía trước, râu bạc phất phơ. Tay của hắn chợt run lên, chỉ thấy 9 cây hỏa đồng long trụ từ trong tay bay ra, âm ầm hạ xuống, cắm thẳng trên mặt đất, bày ra một thế trận kỳ lạ. Bên trong một mảng mờ mịt, mơ hồ có tiếng thú gầm rú truyền ra. Diệp Húc thì khẽ rùng mình, tòa đại trận này đã mở ra một tầng không gian đứt gãy bên trong Ngọc Hư Cung, khiến cho thế giới bên trong lộ ra một góc. Bên trong thiên giới, chỉ có Vu Tổ mới có khả năng phá vỡ hư không thiên giới. Thánh Hoàng, Thánh Bảo đều không cách nào mà làm được. Rõ ràng 9 cây hỏa đồng long trụ này chính là một bộ tổ binh. Chư vị, lần này anh hùng bái nhập cung ta quá nhiều. Có điều, Ngọc Hư Cung thu nhận đệ tử, thả thiếu chứ quyết không chọn ấu. Một vị lão nhân ánh mắt nham hiểm, điềm nhiên cười nói: vùng tiểu nguyên giới này chính là chiến trường của các ngươi. Người có thể sống sót sẽ được gia nhập vào Ngọc Hư Cung ta, trở thành đệ tử Ngọc Hư Cung. Trong số mấy nghìn người các ngươi, Ngọc Hư Cung ta chỉ cần 100 người là đủ. Cũng tức là nói, trong số các ngươi, tuyệt đại bộ phận đều phải chết đi. Trần Thiên Công trên mặt cũng lộ ra một tia cười ác ý, nói: các ngươi bây giờ muốn rời khỏi cũng không kịp nữa rồi, nếu không sẽ phải chôn thân trong tiểu nguyên giới này. Cho dù đầu vào của các ngươi có lớn như thế nào, cũng không ai cho các ngươi đầu ra nữa đâu. Diệp Húc trong lòng nhảy dựng, chỉ cảm thấy khi tiểu nguyên giới mở ra, khí tức thế giới chi căn cũng càng nồng đậm hơn. Thế giới chi căn ắt hẳn cất giấu bên trong tiểu nguyên giới này, ta bây giờ đã trong tình thế bắt buộc rồi. Hắn đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy rất nhiều vu hoàng nghe thấy lời này liền lộ ra vẻ do dự không quyết, lần lượt đứng dậy rút lui. Còn có kẻ nhìn thấy những người này rút lui cũng bắt chước theo rời khỏi Ngọc Hư Cung. Trần huynh, những kẻ rời khỏi phần lớn đều có thân thế thanh bạch. Tịch Phong Đào thấp giọng nói: chỗ còn lại gần như tất cả đều là gian tế của các môn phái cùng các thế lực lớn. Trần Thiên Công gật đầu, bất chợt ha ha cười nói: tiểu nguyên giới chính là một thế giới do Ngọc Hư Cung ta mở ra. Bên trong không chỉ có nguy hiểm rình rập mà còn có cả những bảo vật không ngờ tới. Các ngươi nếu như có thể đạt được thì sau khi ra chỗ bảo vật đó đều sẽ là của các ngươi cả. Có điều, hắn ý vị thâm trường nói, điều đó cũng còn phải phụ thuộc vào vận mệnh của các ngươi, nếu không sẽ chỉ khiến cho kẻ khác được lợi. Lời này của y nói ra, Diệp Húc lập tức cảm thấy địch ý từ trong đám người truyền tới, phòng vệ lẫn nhau. Một câu nói của Trần Thiên Công liền khơi mào lòng tham trong đám vô hoàng, khiến cho bọn họ muốn quyết một phen sống mái. Di La Ngọc Hư Cung tại sao lại có cách làm như vậy đây? Không hề phù hợp với tình hình của các môn phái lớn, ngược lại còn có phần hơi giống ma đạo ta. Diệp Húc khẽ nhíu mày thầm nghĩ. Hoàng Tuyền Ma Tông tuyển chọn đệ tử cũng là chọn ra một nhóm người có tư chất tốt, nhưng cũng không hoàn toàn giống Ngọc Hư Cung. Dùng lợi ích mê hoặc người ra tay, khiến những vũ sĩ tham gia tuyển chọn không chết không thôi. Vù 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 vù. 9 cây hỏa đồng long trụ đột nhiên liền chấn động, từng luồng hà khí từ trong đại trận của long trụ tuôn trào ra ngoài, bao phủ lấy đám người Diệp Húc. Đến khi hà khí tản đi hết, toàn bộ vô hoang đều biến mất, chính là đã bị đại trận cuốn vào bên trong tiểu nguyên giới. Trần sư huynh, cách làm của huynh quả thật rất tốt, khiến cho bọn gian tế tự tàn sát lẫn nhau. 100 người còn lại, Ngọc Hư Cung ta lại có thể tiết kiệm đi rất nhiều khí lực rồi. Giám sát bọn chúng xít sao, khiến bọn chúng hữu tâm vô lực. Tịch Phong Đào cười ha ha nói, ngay cả Tổ Như Hải xưa nay luôn đối phó với Trần Thiên Công cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên ha ha mà cười nói: Trần Thiên Công, ngươi quả nhiên là cao tay mà. Tiểu nguyên giới này chính là thế giới do người kia mở ra, bên trong cất giấu của cải của người đấy.
cho dù là chúng ta tiến vào bên trong cũng phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ lập tức bỏ mạng. Người để mấy tên tiểu bối xông vào trong đó, nếu như có thể đả thông tiểu nguyên giới này thì có thể giúp chúng ta bớt đi được không ít phiền phức rồi. Nếu như không thể đả thông thì những kẻ chết cũng đều là gian tế. Ngọc Khư cung ta tất nhiên không có bất kỳ tổn thất nào cả. Trần Thiên Công có chút tự đắc, cười hăng hắc nói: "Chư vị quá khen, lão phu được thiên hậu coi trọng, lẽ nào lại không có chút bản lĩnh gì chứ?" Y tế khởi vô hoàng sách, chỉ thấy bộ bảo sách này lơ lửng giữa không trung, ầm ầm liền mở ra, hiện lên hình ảnh mấy nghìn người đang đi lại bên trong. Mỗi một hành động của mấy nghìn vô hoàng này đều được ghi lại trong vô hoàng sách. Hà quang tản đi, mấy nghìn vị vô hoàng lần lượt liền xuất hiện bên trong tiểu nguyên giới. Nơi đây mặc dù tên gọi là tiểu nguyên giới, thế nhưng lại là một thế giới vô cùng rộng lớn, đại lục nhấp nhô, thiên sơn vạn thủy. Tiếng gào rú nặng nề truyền đến, chấn động cả núi rừng. Đột nhiên một vị vua hoàng phi thẳng lên cao, sắc mặt sợ hãi như gặp phải quỷ, nhanh chóng lao về phía xa chạy trốn. Một đạo kim quang từ trong núi rừng thoát ra, nhanh chóng đuổi kịp vị vua hoàng này, xẹt một tiếng liền đâm thủng đầu của hắn. Đạo kim quang này dừng lại, thật không ngờ lại là một đầu rắn lười dài nhỏ, toàn thân kim quang giống như được đúc bằng vàng ròng. Con rắn lười nhỏ dài này treo vị vua hoàng lên, từ từ lùi về phía sau, chỉ thấy đầu lâu của gã bị con rắn đâm thủng vẫn đang không ngừng dãy giụa, từng đạo cấm văn tấn công vào nó như vũ bão. Thậm chí trước người hắn còn lơ lửng một tòa cấm bảo giống như một con cổ đồng cự ưng, hai cánh như là kiếm, móng nhọn cắt chém tấn công về hướng con lười này, đánh đến phát ra từng tiếng ầm ầm rung chuyển, thế nhưng không lại chặt đứt được nó. Con rắn lười kim sắc cuối cùng cũng lui về, cây cối bên trong rừng núi ầm ầm đổ xuống, một cái đầu bẹt hình tam giác ngóc lên. Đồng tử của con cự xà kim sắc này giãn ra, ánh mắt thì âm u, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, liền đó ngóc đầu nuốt lấy vị vua hoàng này. Ầm 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 ầm, dãy núi trước mặt chấn động, lại có một cọ đầu rắn nữa khổng lồ ngóc lên, rồi đầu thứ ba, đầu thứ tư. Nó có tất cả 9 cái đầu, chỉ cần khẽ động liền có thể khiến cả một dãy núi sập xuống. Đại sơn trong thiên giới cơ hồ căn bản không thể chịu nổi lực quật của nó. Đây chính là một con quái vật khổng lồ vô cùng hung ác, cự thú cửu phụ đại mãng. Trong truyền thuyết xa xưa, loại hình thể cửu phụ này có thể trưởng thành đến một mức độ cực kỳ lớn. Vào thời kỳ viễn cổ tiên đình, một vị thần minh chí cao của giáo phái vác trên vai cửu đại thế giới đi ngao du hư không. Trong cửu đại thế giới đó có hàng tỷ vạn tinh thần vô cùng rực rỡ, vô số nhân loại cũng cùng yêu tộc sinh sống bên trong. Đuôi của cửu phụ đại mãng khẽ động liền khiến phạm vi cả tỷ dặm rung động. Từ xa nhìn lại, giống như một con kim xà, 9 đầu, nâng 9 mặt viên bàn. Con cửu phụ này vẫn chưa trưởng thành đến trình độ sánh ngang với thần minh, chỉ là một con cự thú khó khăn lắm mới luyện đến trình độ đỉnh cao vô hoàng. Thế nhưng cho dù như vậy, nó vẫn có thể quét sạch đám người vô hoàng này. Cửu phụ chuyển động, tốc độ cực nhanh, hiện ra vẻ vô cùng hưng phấn. Rõ ràng là đã ngửi thấy trong tiểu nguyên giới đột nhiên có thêm rất nhiều sinh mạng tươi sống, mỹ vị đa dạng, khiến cho nó vô cùng thèm thuồng. Đột nhiên, nó nhìn thấy một vị thiếu niên mặc một bộ y phục màu lam, nhẹ nhàng lướt đến, miệng thì thầm gì đấy, nói ra những câu không rõ nghĩa. Phải áp chế tu vi thực lực lại, nhất định là phải áp chế tu vi thực lực. Mục đích chuyến đi này của ta chính là lấy trộm thế giới chi căn, nâng cao tu vi thực lực của mình. Nếu như ta làm quá chắc chắn, sẽ gây ra sự chú ý của đám người Ngọc Hư Cung, ngược lại, bất lợi cho việc thi triển thủ pháp che giấu tung tích của ta. Hơn nữa, nước của Ngọc Hư Cung quá sâu, xem ra hoàn toàn không phải là một nơi tốt lành gì. Cho nên ta phải áp chế tu vi xuống, càng áp chế sẽ càng không gây ra sự chú ý. Tốt nhất là có thể âm thầm gia nhập vào Ngọc Hư Cung, âm thầm lấy được thế giới chi căn kia, sau đó lập tức lên rời khỏi, tiêu diêu tự tại, tìm kiếm những mảnh tàn phiến khác của thế giới chi căn. Ta nên giấu đi bao nhiêu phần thực lực thì mới tốt đây? Diệp Phúc nhíu mày, cơ hồ không thèm để ý đến cơ thể to lớn không gì so sánh bằng của con cửu phụ đại mãng, liền tự lẩm bẩm. Nếu như ấn đi 9 phần thực lực thì một quyền của ta liền có thể đánh nát con đại mãng này. Còn nếu như sử dụng 1% thực lực thì có thể phân cao thấp với nó được rồi. Cửu phụ đại mãng há to miệng chờ đợi Diệp Phúc chui đầu vào lưới, tự mình nhảy vào trong miệng của nó. Ánh mắt Diệp Phúc chợt lóe. Cũng chính vào lúc này, bầu trời đột nhiên tối lại, một thân hình màu tím từ trên cao hạ xuống, một cước đạp xuống trúng ngay trên đầu của cửu phụ đại mãng. Chỉ thấy cái đầu bẹt này ầm ầm nổ tung, kim huyết phun trào vẩy ra khắp nơi. Cửu phụ đại mãng bị đau liên tiếp gào giống, 8 cái đầu khác đều há to miệng. 8 đạo kim quang phi ra, đâm về hướng thân màu tím kia. Liền đó lại cắn tới,
cơ hồ ngay cả thiên giới cũng có thể bị nó tắt mất một mảng. Bát đại kim cương đâu? Người có thân hình màu tím dừng lại, cao giọng quát, lạnh mặt nhìn kiểu phụ đại mãng cắn tới phía mình, vẻ mặt không chút thay đổi, cơ hồ trời có sập xuống cũng sẽ không làm hắn kinh sợ. Thiên thần thiếu chủ, tốc độ của ngài quá nhanh, chúng tôi tới chậm một bước rồi. Nếu như ngài có bất kỳ tổn thương nào, chúng tôi biết ăn nói thế nào với đại gia thần vương đây. Tám đạo thân hình gào thét lao đến, chính là tám vị vu hoàng đỉnh cao. Mỗi một người tế khởi một bộ cấm bảo, những cấm bảo như kim cương hằng ma sử, thập bát tiết phong hỏa, hằng long tiên, xá lợi kim tháp, kim cương đại bát, ma giả uy long, nhất loạt tấn công về phía cửu phụ đại mãng. Con cửu phụ đại mãng này vốn đã bị vị thiên thần kia đánh cho trọng thương, hủy mất một cái đầu, mà lúc này lại gặp phải công kích của cấm bảo do bát đại vu hoàng đỉnh cao tế khởi. Từng cái đầu lần lượt nổ tung, thi thể đổ dạp xuống đất, làm sập không biết bao nhiêu dãy núi. Kim huyết tụ chảy thành sông, không ngừng mà tuôn chảy. Vị thiên thần kia cười nhạt, vô cùng kiêu ngạo, lạnh lùng mà nói: Chỉ một con cửu phụ đại mãng, ta còn chưa thèm để ý đến đâu. Bát đại kim cương, các ngươi lập tức giúp ta tháo bỏ phong ấn của phụ hoàng đại gia thần vương, để ta hồi phục tu vi thánh hoàng, xóa sổ mấy tên cao thủ do các thần vương vu tổ khác phái tới. Hắn quanh chân ngồi giữa không trung, cười lạnh mà nói: Ngọc Hư Cung chính là nơi thiên hậu ẩn thân. Thiên hậu, cái người đàn bà này âm hiểm quỷ quyệt, cướp đoạt ngôi vị của nguyên chủ Ngọc Hư Cung. Phụ hoàng ta, đại gia thần vương lệnh cho ta lẻn vào Ngọc Hư Cung, chính là để giám sát nhất cử nhất động của người đàn bà này, nhân tiện liền thăm dò xem bảo vật của Ngọc Hư Cung rốt cuộc là được giấu ở nơi nào. Thiên thần thiếu chủ, tháo bỏ phong ấn của đại gia thần vương e rằng có chút không ổn đâu. Nếu như bị mấy lão quái vật chân thiên công của Ngọc Hư Cung phát hiện thiếu chủ chính là tu vi thánh hoàng, phát hiện thân phận của thiếu chủ, chỉ e sẽ bất lợi cho thiếu chủ. Một vị phẫn nộ kim cương hơi do dự liền nhắc nhở nói. Thiên thần cười ha ha cười lớn, lên tiếng: Các người yên tâm, phụ hoàng đã giao cho ta một đạo không cấm kim phù, có thể phong ấn tu vi lần thứ hai. Đợi đến khi giết hết bọn người kia, liền có thể dùng cấm pháp kim phù phong ấn lại tu vi. Huống hồ, hắn thản nhiên nói, các thần vương khác cũng phải đến không ít, ví như con trai tạo hóa thần vương Phong Thủy Vân, con trai thần tổ vương đình Ba Vũ Thần, những người này đều che giấu tu vi, ý đồ trà trộn vào Ngọc Hư Cung thu thập tin tức. Ta sớm muộn gì cũng phải giao thủ cùng bọn họ. Nếu như ở trạng thái phong ấn tu vi, ta chưa chắc đã là đối thủ của chúng. Bát đại kim cương nghe vậy lập tức liền khoanh chân ngồi xuống, từng đạo cấm văn tràn ngập ra từ trong cơ thể, ầm ầm hướng đến thiên thần. Chỉ thấy trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc chuông lớn bao lấy đan điền của hắn, vô số cấm văn chen chúc tuôn ra, không ngừng ma diệt hư ảnh của chiếc chuông này. Đột nhiên một vị kim cương ánh mắt chợt lóe, điềm nhiên nhìn về phía Diệp Húc. Thiếu chủ, ở đây còn có một con cá nhỏ, phòng chừng đã nghe thấy lời của chúng ta, nên xử trí thế nào đây? Giết. Thiên thần thậm chí còn không thèm ngẩng đầu, mắt nhắm nghiền lại, thản nhiên nói: Dạ. Vị hoan hỉ đại kim cương giống như một tôn Phật, thường mở miệng cười, tay cầm kim cương sử bước lớn về phía Diệp Húc, cười nói: Điều tử, không biết là ai phái người đến, có điều thấy người chỉ có một mình, hẳn là người của thế lực nhỏ. Người nếu như không phản kháng, ngoan ngoãn đứng ở đấy để một gậy ra đập xuống thì có thể đánh chết người luôn, còn nếu người phản kháng, ngược lại sẽ chịu nhiều giày vò kìa. Nước trong Ngọc Hư Cung quả thật quá sâu rồi, tuyệt đối không phải nơi tốt đẹp như ta tự tưởng tượng vậy. Diệp Húc tự lẩm bẩm. Hoan hỉ đại kim cương tế khởi kim cương sử, ầm ầm nện xuống, uy lực đỉnh cao vô hoàng liền triển lộ. Đinh một tiếng, kim cương sử của y nện trên đầu ngón tay của Diệp Húc, lập tức biến dạng thành đường cong, liền đó bắn lên trời cao, bay lên bầu trời. 1% thực lực của ta, có lẽ hiệu quả sẽ như vậy. Đầu ngón tay Diệp Húc chi ra, xẹt một tiếng liền đâm thủng mi tâm của Hoan Hỉ Kim Cương, phá hủy tử phủ của hắn, nghiền nát tu vi cấm pháp, hủy đi chân linh của gã. Chỉ sử dụng 1% thực lực như vậy đã đủ thấp chưa đây? Diệp Húc thầm nghĩ. Đoang một tiếng, thi thể Hoan Hỉ đại kim cương từ trên cao rơi xuống, nằm dạp ở trên mặt đất. Diệp Húc chỉ dùng một ngón tay liền giết chết Hoan Hỉ đại kim cương, khiến bảy vị kim cương còn lại khóe mắt nhảy dựng lên, sắc mặt ngưng trọng hiếm thấy. Hoan Hỉ đại kim cương bị Diệp Húc dùng một ngón tay tiêu diệt, dĩ nhiên cũng bởi một phần do gã khinh địch, không thèm coi Diệp Húc ra gì, cho rằng một chiêu cũng đủ để đánh gục tên tiểu tử áo lam này, nên mới phải chịu kết cục bi thảm. Thế nhưng đồng thời cũng phải nói, thực lực của Diệp Húc thật sự là quá mạnh, nếu không đã không thể giết chết Hoan Hỉ đại kim cương một cách dễ dàng đến như vậy. Cái loại tu vi thực lực này gần như đã sắp đạt đến cấp bậc thánh hoàng.
Thứ khiến cho Thất Đại Kim Cương cùng Thiên Thần Tử khiếp sợ chính là những cường nhân như Thiên Thần Tử phong ấn tu vi nhằm trà trộn vào Ngọc Hư Cung, vừa mới tiến vào tiểu hồn giới, bọn họ những thánh hoàng này liền lập tức giải phóng tu vi, chuẩn bị cho trận ác chiến sắp đến. Còn Diệp Phúc lại cứ luôn tự lẩm bẩm phải kiềm chế hành vi, không thể phát ra toàn bộ tu vi thực lực, hắn không thể tự mình phong ấn tu vi của mình lại, tránh làm kinh động cao thủ của Ngọc Hư Cung. Chỉ dùng 1% thực lực liền có thể giết chết Hoan Hỉ Đại Kim Cương, một vị đỉnh cao vô hoàng, khiến cho ngay cả Thiên Thần Tử cũng cảm thấy áp lực. Ngươi 1% thực lực liền có thể giết chết Hoan Hỉ Đại Kim Cương, huynh đài, trạng thái toàn thịnh của ngươi chắc chắn không hề thua kém ta, có thể nói là kình địch của ta. Thiên Thần Tử hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đánh vào phong ấn của Đại Già Thần Vương. Hắn thản nhiên nói tiếp: Ngươi giết chết Hoan Hỉ Đại Kim Cương đã dùng tới đạo ngân, đạo văn, chắc ngươi cũng là thánh hoàng chứ không phải hạng vô danh tiểu tốt. Không biết thế lực sau lưng ngươi rốt cuộc là ai đây? Mà thực ra ngươi cũng không cần trả lời, bởi vì ngươi giết thủ hạ của ta. Trong mắt của ta, ngươi đã là một người chết rồi, một kẻ chết, chết đến không thể chết thêm được nữa. Diệp Phúc chắp hai tay sau lưng, dạo bước tiến lên, một bước liền đã đến trước mặt của gã, chăm chú quan sát chiếc thần trung trong đan điền của gã, không khỏi hô lên một tiếng tán thưởng cười nói: Ồ, đây là phong ấn của Đại Gia Thần Vương ư? Quả nhiên hình thần câu diệu, có thể xứng với hai chữ đạo diệu này. Trình độ đạo của Đại Gia Thần Vương quả không giống với người thường. Chiếc thần trung đó là một đạo vu pháp, chính là do từng đạo văn, đạo ngân bé nhỏ kết lại mà thành, cùng tổ hợp với tu vi của Thiên Thần Tử, khiến tu vi của hắn bị phong ấn bên trong. Cho dù là vu tổ thẩm tra cũng không có cách nào nhìn thấy được đan điền, chỉ có thể thấy được tu vi vu hoàng trung kỳ. Chỉ có kích phát chiếc thần trung này, luyện hóa đạo ngân, đạo văn bên trong mới có thể phóng thích được tu vi của Thiên Thần Tử. Thiếu chủ, ngài lập tức giải phóng tu vi, chúng tôi đi chặn tên kia. Thất Đại Kim Cương như lâm vào đại địch, lập tức từng người toàn lực thôi động cấm bảo, uy lực vô hoàng phóng lên trời cao, cấm văn cuồn cuộn tạo nên 7 loại dị tượng, đủ loại dị bảo cùng với cấm văn nhất loạt áp xuống Diệp Phúc. Thiên Thần Tử sắc mặt không đổi, tiếp tục giải phóng tu vi, ma diệt đạo văn, đạo ngân của thần trung. Diệp Phúc cong tay búng ra, một đạo lưu quang đảo qua, đạo ngân đạo văn trong lưu quang dày đặc khiến cho vô số cấm văn bị phá nát. Uy năng của vô số cấm bảo kia trực tiếp bị hắn đánh đến hao hụt đi phân nửa. Liền đấy, Diệp Phúc lại há miệng thổ khí, trường phong quét đến, đủ loại cấm bảo bị cuốn lên cao rồi ngược trở về. Uy năng tản phát ra còn mạnh hơn cả Thất Đại Kim Cương toàn lực mà thôi động. Thất Đại Kim Cương bị cấm bảo của chính mình đánh trọng thương, miệng không ngừng phun ra máu, trong lòng kinh hãi gần chết, cao giọng mà nói: Thiếu chủ, người này vô cùng lợi hại, chúng tôi e rằng không thể ngăn cản được hắn ta. Thiên Thần Tử sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng quát: Các người cố chống đỡ trong giây lát đi, ta sắp hóa giải được phong ấn rồi. Lời y còn chưa dứt, liền nghe thấy âm thanh kỳ quái. Diệp Phúc giơ tay phải ra, đầu ngón tay chuyển động như chi như điểm, từng đạo đạo văn, đạo ngân lập tức liền vọt ra. Hắn nhất chỉ xuyên thủng mi tâm phẫn nộ Đại Kim Cương, khiến gã chết ngay tại chỗ. Liền đó lại cong tay búng ra, khiến cơ thể minh hóa Đại Kim Cương nổ tung, hóa thành một mảng xương máu. Thiêm Hương Kim Cương cùng Trưởng Đăng Kim Cương vội vàng nhào đến, thình lình đầu thân mỗi thứ một nơi, giống như bị một thanh đao vô hình chém thành 4 mảnh. Nộ Mục Kim Cương hét lớn, tiếng hét vừa ra liền nghe Diệp Húc cũng quát lên một tiếng, ngược lại khiến cho gã bị chấn đến thân thể chia 5 x 7, phơi thây trên mặt đất. Trong chớp mắt, Thất Đại Kim Cương lần lượt chết thảm, không một ai có thể chống lại được một chiêu của Diệp Húc. Ta chỉ sử dụng 1% thực lực, dường như vẫn là hơi quá. Thiên Thần Tử, ngươi thấy thế nào? Diệp Húc đứng bên cạnh Thiên Thần Tử, mỉm cười nói. Thiên Thần Tử mặt biến sắc, trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, giọng nói có chút khàn khàn: Bằng hữu, thực lực của ngươi đích thực nằm ngoài dự liệu của ta. Nếu như ngươi có gan, không ngại đợi ta giải trừ phong ấn, ta với ngươi đánh một trận công bằng, sống mái phần cao thấp với nhau. Thôi, không cần đợi nữa, ta khẳng định là sống, còn ngươi đương nhiên là mái rồi. Trong mắt Diệp Húc thoáng qua một đạo sát khí, lại cười nói: Ngươi... Thiên Thần Tử vô cùng tức giận, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một chiếc thánh nguyên bình, miệng bình chiếu xuống, bao trụ thân thể của y. Y cười lạnh nói: Huynh đài, không cần biết ngươi là ai, người đứng sau lưng ngươi là kẻ nào. Chỉ cần ngươi dám động đến ta, thì chỉ một con đường chết mà thôi. Ngươi có biết tại sao mấy lão hổ ly của Ngọc Hư Cung rõ ràng biết lai lịch của ta, thế nhưng vẫn không dám vạch chân giết chết ta không? Y hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: Chính là bởi vì cha của ta, Đại Gia Thần Vương. Ai dám động đến ta, người đó sẽ phải hứng chịu lửa giận của Đại Gia Thần Vương.
Người nói nhiều như vậy là vì muốn kéo dài thời gian sao? Diệp Húc đứng im bất động, cấm văn ngưng tụ trong lòng bàn tay hóa ra viễn cổ. Huynh đài, người chắc gì đã phá được thánh nguyên bình của ta chứ? Thiên thần tử chán thoát mồ hôi hột, khàn khàn lên tiếng. Ồ, chỉ là một bộ thánh bảo, ta từng dùng tay không đánh vỡ qua mấy bộ rồi. Bộ thánh nguyên bình của ngươi mặc dù chất lượng có vẻ tốt hơn không ít, thế nhưng ta cũng không ngại thử một lần xem sao. Diệp Húc đột nhiên cười nói. Thiên thần tử, ta nếu bây giờ giết ngươi, ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy uất ức vạn phần. Ta cũng lo lắng giết ngươi rồi, cha ngươi, đại giả thần vương sẽ gây phiền phức cho ta. Có điều ta đã ra tay thì sẽ không chịu tay không mà về đâu. Ngươi cũng phải bỏ ra một ít thành ý. Ta vừa nãy nghe ngươi nói, ngươi có một tấm không cấm kim phù là do cha ngươi luyện chế. Giao nó cho ta đi, ta sẽ lập tức rời đi. Đương nhiên. Diệp Húc cười tủm tỉm nói. Đương nhiên, nếu ngươi không giao ra, thì sau khi ta đánh chết ngươi rồi, lục soát cơ thể của ngươi cũng có thể tìm thấy. Thiên thần tử giận dữ mà cười nói. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Sai rồi, ta đây chính là đang chấn lột. Diệp Húc chỉnh lại lời gã, cười nói. Thiên thần tử tức giận hừ một tiếng, tâm niệm vi động, một tấm kim phù hình như quả chuông bay ra. Diệp Húc nắm ở trong tay cẩn thận quan sát, chỉ thấy tấm kim phù này chính là vô số đạo văn, đạo ngân tổ hợp mà thành, thể hiện ra loại tu vi nắm giữ thiên địa đại đạo trong tay của thần vương. Diệp Húc trong lòng vui mừng, đem tấm kim phù này liền cất đi. Huynh đài, lẽ nào người muốn dùng tấm kim phù này để phong ấn tu vi của mình sao? Thiên thần tử ánh mắt chớp động, cười khanh khách nói. Nếu là như vậy thì ngươi tự chuốc lấy phiền phức rồi. Kim phù do phụ hoàng ta luyện chế, không có tâm pháp tương ứng, căn bản không thể phá giải. Cho dù có tâm pháp tương ứng cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể giải trừ được. Đa tạ đã chỉ bảo. Diệp Húc ha ha cười nói. Mà trên người ngươi còn đồ vật gì khác không vậy? Thiên thần tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, không thèm để ý đến lời của hắn nói. Diệp Húc chỉ mỉm cười, đưa tay ra tóm lấy thi thể của cửu phụ đại mãng, ném vào trong ngọc lâu của mình, rồi cười nói. Thiên thần tử, ta lúc nãy đã cẩn thận quan sát rồi, thánh nguyên bình của ngươi chắc là do đại gia thần vương luyện chế có đúng không? Chất lượng đích thực là rất cao, là một thứ đồ vật không tồi. Ta có thể đánh vỡ những thánh bảo khác, thế nhưng bộ thánh nguyên bình này của ngươi muốn phá được e rằng phải dùng sức rồi. Phá vỡ được thánh nguyên bình xong, chỉ sợ ngươi cũng giải trừ được phong ấn, liều mạng với ta. Thiên thần tử sắc mặt kịch biến, chỉ nghe thấy Diệp Húc tiếp tục cười nói. Ngươi nếu như muốn liều mạng với ta, chỉ e sẽ biến thành một hồi long tranh hổ đấu. Chỉ cần không để ý, liền sẽ bị kẻ khác kiếm cớ lợi dụng ngay. Vì thế ta đành phải lui về tìm cơ hội lần sau. Bây giờ lấy chức của ngươi không cấm kim phù, kiếm chút lợi ích rồi tính sau vậy. Thiên thần tử sắc mặt xanh mét, Diệp Húc đem thi thể của Bát Đại Kim Cương cùng cấm bảo của bọn họ thu vào bên trong ngọc lâu, nhẹ nhàng liền lướt đi cười nói. Những đồ vụn vặt này, chắc thần tử như ngươi cũng chẳng thèm ngó tới. Tiểu đệ đây giúp ngươi thu nhặt, đem đi nuôi chó vậy. Ngươi không cần cảm tạ ta, cáo từ. Huynh đài, ngươi có dám xưng tên ra không? Thiên thần tử nghiến răng phát ra tiếng ken két, lạnh lùng mà nói. Ta muốn đích thân ra tay giết ngươi. Ta làm việc tốt, xưa nay không lưu danh, ngươi không cần ghi nhớ ở trong lòng. Diệp Húc ca ha cửa lớn, trong chớp mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của y. Ta phải giết ngươi, đem ngươi băm thành trăm mảnh. Thiên thần tử cơ hồ là hộc máu. Đừng ngẩm ý nữa, chỗ này không chỉ có hai ta là cao thủ, nếu ngươi còn kêu gào nữa sẽ kinh động đến các thần tử khác kìa. Đến lúc đó thật sự sẽ là chôn thây tại nơi đây đấy. Thiên thần tử nghe thấy lời này của Diệp Húc khẽ chột dạ. Mấy lão hồ ly của Ngọc Cư Cung không dám giết hắn, thế nhưng những thần tử khác sau lưng cũng có người chống đỡ, nhất định sẽ dám động thủ với y. Trong tiểu nguyên giới, nơi vô pháp vô thiên này, cho dù có chết cũng chỉ có thể tự nhận là bản thân xui xẻo. Lúc này mới bình tĩnh lại, chuyên tâm phá giải phong ấn. Qua một lúc lâu, một tiếng giống phẫn nộ truyền đến. Thiên thần tử uy phong lẫm liệt, dáng vẻ bệ vệ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Húc vừa rời đi, điềm nhiên nói: "Ta từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên gặp phải một nhân vật gai góc như ngươi, cũng là lần đầu tiên phải chịu nhẫn nhục, lần đầu tiên bị người ta chấn lột. Không giết ngươi, ta làm sao có thể đối mặt với lòng mình, diệt trừ đi tâm ma hừng hực đây." Khiếu Thiên, ngươi phải hăng hái lên. Mà lúc này, sâu bên trong tiểu nguyên giới, Diệp Húc vỗ vỗ đầu Hạo Thiên Khuyển cười nói: "Nhiều thi thể vô hoàng cùng cấm bảo như vậy, tạo điều kiện cho ngươi trưởng thành, thậm chí còn có một con cửu đại phụ mãng cấp bậc đỉnh cao vô hoàng. Người nếu như không thể luyện thành viễn cổ cự thú cấp bậc vô hoàng thì đành phải trở về ở cùng bọn già la rồi. Mà ở dưới hạ giới làm gì có nhiều thỏ ngon giòn như vậy chứ."
Chủ công, đúng vậy, hạ giới làm gì có nhiều thỏ ngon và giòn như vậy. Hạo Thiên Khuyển lẩm bẩm, há to miệng, nuốt hết thi thể Bát Đại Kim Cương cùng cấm bảo vào trong bụng. Liền đó, thân hình liền run lên, hóa thành một con cự thú, nuốt nốt Cửu Đại Phụ Mãng, chuyên tâm vào luyện hóa. Tiểu nguyên giới có nhiều viễn cổ cự thú như vậy, chẳng lẽ đây cũng là một mảnh vỡ của viễn cổ thiên giới hay sao? Diệp Phúc đứng trên đầu Hạo Thiên Khuyển, phóng mắt nhìn ra bốn phía, cảm nhận khí tức của thiên giới chi căn. Chỉ nghe thấy từ sâu bên trong rừng núi liên tiếp chuyển đến những tiếng gầm rú đến kinh thiên động địa. Bên trong Ngọc Hư Cung, đám người chân thiên công chăm chú nhìn Vu Hoàng Sách. Chỉ thấy trên Vu Hoàng Sách rất nhiều thân ảnh Vu Hoàng, trong khoảnh khắc tiến vào tiểu hồn giới trở nên tối tăm ảm đạm, tiếp đó biến mất khỏi Vu Hoàng Sách. Đây là bởi vì những Vu Hoàng này đã thân tử đạo tiêu, khí cơ tiêu tán. Vu Hoàng Sách tất nhiên không thể cảm ứng được khí tức của người chết. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có đến mấy trăm vị Vu Hoàng phải bỏ mình. Hơn nữa theo sự xoay chuyển của thời gian, số người chết càng nhiều lên. Ở thế giới vô hoang, đây sẽ quả thực là một việc không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, đến lúc này rồi mà vẫn chưa có một thần tử nào bị loại bỏ. Nếu như những thần tử này đều lần lượt bỏ mạng bên trong tiểu hồn giới, thì những thần vương kia nhất định là sẽ đau lòng đến hộc máu mất thôi. Tịch Phong Đào mặt mày dữ tợn, cười nói. Ta nghĩ đám thần tử này không lâu nữa sẽ va chạm với nhau, đánh nhau chí chóe, chắc chắn sẽ có thương vong. Chân Thiên Công nói như nắm chắc ở trong tay. Những người này tàn sát lẫn nhau, có chết nhiều hơn nữa cũng không can hệ gì đến Ngọc Hư Cung chúng ta, không thể đổ tội lên đầu chúng ta được. Nếu như có con trai thần vương chết thảm ở trong tiểu hồn giới, thần vương tìm đến Ngọc Hư Cung tính sổ, thì đó rõ ràng là thừa nhận chính mình phái gian tế đến giám sát nhất cử nhất động của thiên hậu rồi. Như vậy chính là chống đối lại thiên triều. Các thần vương đế quân khác cũng sẽ rất vui vẻ mà dậu đổ bìm lao, liên thủ diệt trừ đi một kẻ địch. Suy cho cùng, Thương Thiên mặc dù đã chết, thế nhưng thiên triều hiện nay vẫn là thiên hạ chính thống. Chống đối lại với thiên hậu cũng là chống đối lại với thiên triều, sẽ trở thành nghịch đồ của thiên hạ. 12 vị vu tổ trong Ngọc Hư Cung như Chân Thiên Công, Tịch Phong Đào, Tổ Nhược Hải, sở dĩ biết được lai lịch của đám người thiên thần tử, thế nhưng lại không ra tay với bọn họ, ngược lại để cho bọn họ tự tàn sát lẫn nhau. Cũng là bởi vì nếu như đám người thiên thần tử đều chết thảm dưới tay bọn họ, thì những thiên thần vương kia liền sẽ có lý do ra tay. Các thần vương kéo đến như vũ bão, săn bằng Ngọc Hư Cung, giết chết thiên hậu. Đây quả thực không phải là chuyện nói chơi. Người nói xem, nếu như có một vị thần tử nào đó chết dưới tay một vị thần tử khác, thì các thần vương kia liệu có khai chiến không đây? Trên Thiên Công dáng vẻ ưu tư, lo lắng thiên hạ đại loạn, khẽ cười mà nói. Chư thiên thần tử vương không bao giờ chịu thua thiệt bất kỳ kẻ nào. Nếu con của mình bị chết dưới tay con của thần vương khác, chắc chắn đi sẽ khai chiến. Những thần vương này một khi khai chiến, áp lực của thiên hậu liền giảm xuống rất nhiều. Tổ Như Hải cười lạnh nói. Trần sư huynh, cách nghĩ của huynh nghe rằng không phải là vì lo nghĩ cho thiên hậu, mà là muốn xem trong số các đại thần vương ai mới là có hy vọng đăng cơ ngôi vị, tiện cho bản thân tìm một con đường lui. Lẽ nào các người không nghĩ như vậy sao? Trần Công hỏi ngược lại. 12 vị vu tổ khác im lặng. Trần Thiên Công cũng như 12 vị vu tổ khác đều có suy tính của riêng mình, hoàn toàn không một lòng một dạ với thiên hậu. Nếu không thì bọn họ đã không đưa ra đề nghị đem đám người thiên thần tử này giết hết. Đáng tiếc bị thiên hậu nhìn thấu, đã của trách bọn họ một phen. Thương Thiên đã chết, thiên hạ đại loạn, chưa xuất hiện người kế vị, đám người chân thiên công đương nhiên cũng cần tìm chỗ dựa cho bản thân. Nếu không sau khi tân thiên đế đăng cơ, bọn họ, những vị cựu thần thiên triều này e rằng đều sẽ bị diệt trừ. Ngọc Hư Cung sớm đã biến thành chiến trường, nơi các thế lực lớn tranh giành, thậm chí ngay cả thiên hậu cũng bị cuốn vào bên trong. Cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị một khi đã nổi dậy thì không ai có thể thoát nổi, tất cả đều sẽ trở thành một thành viên ở trong đấy. Mà Ngọc Hư Cung chính là ngòi nổ cho cuộc chiến này. Đến nay, ngòi nổ này cũng đã được châm lửa. Bên trong tiểu nguyên giới, mỗi thời mỗi khắc đều có thêm nhiều vu hoàng chết thảm, không phải là chết dưới nanh vuốt của viễn cổ cự thú thì cũng là chết trong tay các vu hoàng khác. Điều này nếu là ở thế giới vu hoang hay 3000 thế giới, quả thực là một việc không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bất luận là thế giới vô hoang hay 3000 thế giới khác cũng không thể nào cung dưỡng được số lượng vô hoàng lớn đến như vậy. Cho dù ở thời kỳ cường thịnh, số lượng vô hoàng cùng một thời đại của thế giới vô hoang cũng không vượt quá 100 người. Đối với thế giới vô hoang mà nói, như vậy đã là một con số vô cùng đông đúc, khiến thế giới này không thể gánh chịu nổi. Còn thiên giới lại rộng lớn vô cùng, không chỉ nhân khẩu vượt xa 3000 thế giới, mà tài nguyên nơi đây cũng dồi dào phong phú, có thể bồi dưỡng ra hàng vạn, hàng chục vạn, thậm chí cả trăm vạn vô hoàng. Hơn nữa, hư không thiên giới lại vô cùng kiên cố, cho dù là vạn hoàng đại chiến cũng không hề gây ra chút tổn hại nào.
Bên trong tiểu nguyên giới, từng cuộc tàn sát đang âm thầm được diễn ra. Bên trong một sân cốc nhỏ hẹp, mùi máu nồng nặc đã thu hút sự chú ý của một con bách quỷ mẫu. Bách quỷ mẫu cũng là một loại cự thú thích ăn thi thể, cắn nuốt sinh linh. Hơn nữa, sở trường của bách quỷ mẫu chính là khi nuốt vào được một sinh linh trên thân thể sẽ liền mọc lên một gương mặt của sinh linh đấy. Cắn nuốt càng nhiều, những khuôn mặt trên cơ thể cũng sẽ nhiều lên, thực lực lại càng cường mạnh. Còn bách quỷ mẫu này đã sinh sống trong tiểu nguyên giới nhiều năm, cắn nuốt không biết bao nhiêu viễn cổ cự thú. Chỉ thấy da bụng của nó lờ mờ xuất hiện rất nhiều bộ mặt của dã thú, ước chừng là phải đến 100 cái. Những khuôn mặt này vô cùng to lớn, vô cùng hung dữ, hung tợn, có ác du, cự long, tạc sĩ, đại phong đủ loại, thậm chí còn có cả mặt của một con cửu phụ đại mãng. Trên mặt của nó cư nhiên còn mọc ra mười mấy gương mặt, chính là mặt người. Có khóc có cười, có vui có giận, rõ ràng con bách quỷ mẫu này đã gặp được không ít vu hoàng tiến vào tiểu nguyên giới, cắn nuốt hết bọn chúng. Nó đi vào trong sân cốc nhỏ hẹp này, chỉ thấy khắp nơi đều là thi thể, có cái là người, có cái là thú, vô cùng là thê thảm. Hiển nhiên, nơi đây đã từng diễn ra một cuộc huyết chiến, để lại cảnh tượng kinh khủng này. Bách quỷ mẫu mừng rỡ, nhưng khuôn mặt trên cơ thể cũng lộ ra vẻ hớn hở, phát ra những tiếng cười khanh khách, khiến người ta phải nổi cả da gà. Nó há to miệng, lưỡi thẻ ra liếm, cuốn lên từng bộ thi thể đưa vào trong miệng cắn nuốt. Khí tức của nó càng thêm hùng hồn, quỷ khí dày đặc, từng khuôn mặt từ dưới da ngấp nghé ngoi lên, lờ mờ liền hiện ra, ngũ quan dần dần trở nên cũng rõ ràng hơn. Thực lực của nó đã có thể sánh ngang với Thánh Hoàng. Nếu như cắn nuốt hết toàn bộ thi thể trong sân cốc này, nó liền có thể trở thành bá chủ một phương trong tiểu nguyên giới, ngang hàng với đám viễn cổ cự thú trong miền thế giới này. Bất thình lình, Quắc Bách Quỷ Mẫu nghe thấy một tiếng đàn mỏng manh truyền đến. Thân hình hơi ngẩn ra, nhìn về phía chỗ thi thể, chỉ thấy một thiếu nữ tuổi thanh xuân ngồi khoanh chân ở trong đó. Trước mặt là một phiến cổ cầm, sắc cổ, hương cổ. Phún đàn kẽ gảy lại có một âm thanh cao thượng cổ xưa truyền đến. Giữa đám thi thể ngổn ngang đầy máu me xuất hiện một cảnh tượng thê mỹ mang màu sắc bích huyết nhuộm đỏ. Đôi mắt của nàng khẽ nhấp nháy, giống như tuyệt sắc danh nhân bước ra từ trong tranh, lơ đễnh trước bách quỷ mẫu đang tiến đến, chuẩn bị thu cất cổ cầm, đứng dậy liền rời đi. Bách quỷ mẫu vui mừng dị thường, há to cái miệng đầy máu, thè lưỡi cuốn về phía thiếu nữ. Trên lưỡi của nó cũng hiện đầy mặt người, chính là do cơ thể đã không còn chỗ nào cho những khuôn mặt hiện ra nữa, lại nuốt thêm rất nhiều thi thể nên đành phải để chúng mọc lên trên đầu lưỡi. Những khuôn mặt người trên đầu lưỡi cười quái dị, quỷ khí bao phủ dày đặc. Chành một tiếng, thiếu nữ kia ngoảnh mặt làm ngơ, khẽ vút dây đàn, chỉ thấy vô số đạo văn đạo ngân tổ thành những âm phù hoa mỹ kỳ lạ thổi quét trong sân cốc. Những gương mặt trên chiếc lưỡi dài kia ầm ầm nổ tung, bách quỷ mẫu kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ thấy âm phù gào thét xông thẳng vào trong cơ thể của nó, từng khuôn mặt trên da lần lượt nổ bung, trong chớp mắt liền từ cấp độ Thánh Hoàng hạ xuống Vu Hoàng, hơn nữa vẫn đang không ngừng giảm cấp độ. Bách quỷ mẫu biết được gặp phải người khó nhằn, vội vàng quay người dự định liền rời khỏi. Lại ra một tiếng, thân thể nó đột nhiên nổ tung, huyết tương giàn giụa. Vị thiếu nữ này không nói một lời, thu hồi cổ cầm ra khỏi khe sâu. Còn ở phía xa, kiếm khí phóng lên đầy trời, chặt đứt từng dãy núi, càn quét tất cả. Qua một lúc sau, nơi đó đã biến thành đất trống, quần sơn thiên giới. Thật không ngờ giữa luồng kiếm khí này lại chỉ như mấy miếng đậu phụ, không chịu nổi một kích. Kiếm khí dập trời đột nhiên hợp lại, hóa ra một đạo kiếm quang. Từ trong kiếm quang một vị thiếu niên bước ra, cười lạnh mà nói: "Bà vũ thần ta không phải là hạng người chỉ biết gấm vóc lụa là, mà chính là một hảo hán bước ra từ những trận quyết chiến sinh tử. Không hề dựa vào sự đề bạt của cha ta, bằng sự khổ luyện của bản thân mà có được tu vi như ngày hôm nay. Chỉ dựa vào mấy tên tiểu bối các ngươi cũng muốn giết ta sao? Đúng là chết chưa hết tội." Bên trong tiểu nguyên giới, từng trận quyết đấu vẫn đang tiếp diễn, số người lúc đầu tiến vào đã giảm mạnh. Những người còn sống đều là cao thủ. Thiên giới rộng lớn hơn 3.000 thế giới, rất rất nhiều. Nhân tài cũng lớp lớp xuất hiện trong số những người sống sót. Thậm chí cũng có người giống như Diệp Húc, chỉ là tu vi vu hoàng nhưng thực lực lại không hề thua kém Thánh Hoàng. Từng vị cường nhân lần lượt bộc lộ hết tài năng. Điều này có nghĩa là một cuộc chiến đấu thật sự đã sắp diễn ra. Thực lực của Thiên Thần Tử không thể xem thường, không thuộc vào loại Thánh Hoàng như Xích Uyên Ma Tôn, mà chính là con trai của Thần Vương, không chỉ có huyết thống cao quý hơn Xích Uyên, kiến thức nhãn giới chính là tâm pháp vô bảo, cũng vượt qua Xích Uyên rất nhiều. Ta nếu như cùng hắn toàn lực quyết đấu, cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Diệp Phúc đứng trên đầu Hạo Thiên Quyển, cấp tốc tiến về phía trước, đi thẳng đến nơi tỏa ra khí tức của thế giới chi căn, thầm nghĩ: mà trong tiểu nguyên giới này, những cao thủ cùng hạng với Thiên Thần Tử chắc chắn không phải là thiểu số. Trong số những thần tử cũng có không ít, ví như con trai của Tạo Hóa Thần Vương Phong Thủy Vân,
rồi con trai của thần tổ vương, đỉnh ba vũ thần. Theo như lời của thiên thần tử nói, đều là những nhân vật không tầm thường. Bảo vật trên đám người thần tử này chắc chắn cũng không tồi, có thể tranh phong với thần tử, giết đi được mấy tên. Nghĩ thôi đã khiến cho ta cảm thấy hưng phấn, nhiệt huyết sôi sục rồi. Diệp Húc đột nhiên đưa tay ra bắt lấy một tòa núi lửa, nứt ra, một ngọn thiên hỏa hừng hực thiêu đốt rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, liền biến thành một khối Dương Thiên Thần Tử Kim. Hắn thu khối Dương Thiên Thần Tử Kim vào trong ngọc lâu, thầm nghĩ: có điều mục đích chuyến đi này của ta chính là để lấy tàn phiến thế giới chi căn, sau khi đoạt được sẽ lập tức liền rời đi. Hả? Có người sao? Cảnh tượng trước mắt khiến ngay cả là Diệp Húc nhìn thấy cũng cảm thấy da đầu ngứa ngáy. Người này không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã dùng đạo văn bày ra một cấm chế. Nếu như có người tiếp xúc với cấm chế này, lập tức toàn bộ sẽ bị nổ tung, vô cùng khủng khiếp. Cho dù có là Thánh Hoàng tiến vào bên trong, e rằng cũng sẽ thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ. Trình độ cấm chế của người này cực cao, tu vi cũng không xoàng, không biết là vị thần tử nào đây. Diệp Húc trong lòng thầm nghĩ, trình độ cấm chế của hắn còn cao hơn cả Uyên Nhu gấp nhiều lần. Có điều nếu như Uyên Nhu tu luyện đến cảnh giới của người này thì cũng không hề thua kém. Người này là một thiếu niên anh tuấn, thanh tú, nhìn có vẻ vô hại. Đột nhiên nhẹ nhàng nhảy ra khỏi rừng núi, hai tay thiên biến vạn hóa, kết thành đủ loại thủ ấn huyền ảo, đánh vào bên trong đạo cấm chế. Chỉ thấy thủ ấn này rơi xuống, những đạo văn đạo ngân bảy bố dày đặc trong núi rừng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất không một dấu vết, toàn bộ khôi phục lại như bình thường. Hắn làm xong xuôi mọi thứ, lập tức cẩn thận bước trở lại vào bên trong, đột nhiên lấy ra một chiếc khổng hồ lô, đổ ra một ít máu xoa lên khắp cơ thể, sau đó lại nằm xuống, âm thanh khàn khàn, cao giọng hét lớn: ta bị thương rồi, ai đến cứu ta với, có người ở đây không, cứu mạng, cứu mạng. Diệp Húc mặt hơi biến sắc, khẽ dùng mình một cái, trong lòng thầm nói: người này chính là Thánh Hoàng, cư nhiên còn nghĩ ra loại thủ đoạn bị ổi này để mà hại người. Khá, rất khá. Bất kể là người muốn cứu hắn hay muốn giết hắn đều phải tiếp xúc với cấm chế, chắc chắn sẽ bỏ mạng. Hắn nhẹ nhẹ vỗ đầu Hạo Thiên Khuyển, chậm chậm tiến vào khu rừng ở phía trước, cười tủm tỉm nói: huynh đệ bị thương sao? Huynh đài, cứu ta, cứu ta với. Vị thiếu niên thanh tú kia nằm ở giữa rừng núi hoang vu, miệng không ngừng ho ra máu, yếu ớt lên tiếng: muốn ta cứu ngươi cũng không phải là không thể. Diệp Húc tỏ vẻ khó khăn, xa xoa lòng bàn tay, mỉm cười nói: có điều phàm là việc không có lợi thì ta sẽ không làm. Vị huynh đệ kia, trên người ngươi có bảo vật không vậy? Ta xưa nay thích làm việc thiện, hễ nhìn thấy bảo vật là lại mềm lòng. Thường xuyên có người nói ta chân thực, nhiệt tình, giúp người vô số, không ngại xả thân cứu người. Nghe Diệp Húc nói như vậy, vị thiếu niên mi thanh mục tú kia do dự hạ xuống chần chừ một lát. Diệp Húc cũng không vội, đứng ở ngoài đại cấm do người này bày ra, yên lặng chờ đợi hắn trả lời. Người này tuổi tác thoạt nhìn so với ta còn muốn nhỏ hơn một chút, thực lực cũng không kém, hẳn là một cường giả. Trên người y chắc chắn là cũng có không ít bảo bối. Ánh mắt của thiếu niên kia lóe sáng, một đám ý niệm trong đầu hiện lên, y thầm nghĩ: trước hết ta cho hắn một ít ngon ngọt, dùng một kiện bảo vật lừa hắn nhập cấm, sau đó kết liễu tính mạng của hắn. Chẳng những có thể thu hồi bảo vật mà còn có thể lấy hết bảo vật trên người của hắn ta làm của mình rồi. Nghĩ đến đây, vị thiếu niên mi thanh mục tú này lấy ra một kiện cấm bảo, hữu khí vô lực nói: huynh đài, người cũng không nên gạt ta mà lấy đi bảo vật của ta. Người nên biết thân phận không bình thường của ta. Ta chính là thiếu chủ Thái La Thiên Cung. Nếu là người lừa gạt lấy đi bảo vật của ta mà không cứu ta, trên dưới Thái La Thiên Cung ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nhưng nếu ngươi cứu ta một mạng, Thái La Thiên Cung ta tất có hậu tạ. Diệp Húc nhìn món cấm bảo, bật cười, lắc đầu nói: huynh đệ, Thái La Thiên Cung ngươi cũng quá keo kiệt rồi đấy. Rõ ràng là chỉ cấp cho thiếu chủ một kiện cấm bảo, ngay cả ta cũng không nhìn được. Cái ngươi gọi là bảo vật, với ta mà nói chính là cho chó ăn thức ăn của chó. Bảo vật này có đáng giá gì hay không đây? Nếu ngươi không có gì để nói thì tiểu đệ cũng chỉ có thể nói xin lỗi, cứu sống chưa thương mấy loại chuyện này tiểu đệ không có mấy hứng thú. Thiếu niên mi thanh mục tú kia ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ: ngay cả cấm bảo cũng thế trước mắt ư? Lấy ra cho chó ăn, người này hẳn là thân gia giàu có, còn ở trên dự đoán của ta rồi. Xem ra hắn đúng thật là một đại chủ, bảo vật trên người nhất định không phải tầm thường. Vị huynh đài này, thế người muốn bảo vật gì vậy? Diệp Húc nghe vậy, tinh thần liền chấn động cười nói: ta đây vừa nhìn thấy bảo vật là tâm địa liền mềm nhũn ra. Tuy nhiên ta cũng không cần tu bảo của ngươi, chỉ cần một ít thần liệu. Thực không dám giấu giếm, tiểu đệ đang tính luyện chế thánh bảo, phải cần thần liệu rất nhiều.
Trong tiểu nguyên giới thần liệu tuy rằng không ít, thế nhưng từng cái đều phải tìm tòi thật sự là mất quá nhiều thời gian đi. Huynh đệ, nếu ngươi có thể giúp đỡ cho một ít như vậy thì không có gì tốt hơn rồi. Khóe mắt của thiếu niên kia run lên, đột nhiên từng khối thần liệu liền bay ra, hướng về phía Diệp Húc, hơi thở mong manh nói. Huynh đài, người thu lấy số thần liệu đó đi, rồi mau tới cứu ta. Ta chỉ sợ là không kiên trì được thời gian bao lâu nữa rồi. Đại La Tiên Kim, Thần La Tiên Nhường, Thiên Thong Long Mộc, Tử Phủ Huyền Tinh. Diệp Húc nước mắt một cái, cảm thấy quá đỗi vui mừng, vẫy tay thu hồi ngay số thần liệu này. Trên người thiếu niên này, thần liệu quá nhiều, chất lượng cao, thật sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Diệp Húc đối với mấy cái cửu thiên huyền kim hiểu biết không nhiều lắm, bởi vậy sau khi tiến vào tiểu nguyên giới, tìm tòi thần liệu đều là đại khái theo tính chất mà làm, gặp được liền thu lấy, cho nên trong đó có rất nhiều thần liệu chất lượng rất thấp. Mà vị thiếu niên mi thanh mục tú này hiển nhiên đối với chuyện này hiểu rất nhiều, cho nên tìm tòi thần liệu đều là rất tinh anh, thậm chí có thể dùng để rèn đến tổ binh, đóng dấu thiên địa đại đạo. Thần liệu bình thường nhiều lắm chỉ có thể đóng dấu đạo văn, đạo ngân, nhưng nếu là dùng để đóng dấu thiên địa đại đạo, vu tổ lĩnh ngộ, thần liệu này liền không thể nào tiếp nhận, sẽ dễ dàng bị vu tổ đại đạo hóa thành bột mịn, phải nhuộm dần thiên giới đạo vận thần liệu, có thể luyện thành tổ binh, tỉ như Đại La Tiên Kim, Thần La Tiên Nhường là hai loại ở trong đó. Huynh đài, ngươi giờ đã nhận thần liệu nhiều như vậy, giờ đây hẳn là tới cứu ta chứ? Thiếu niên kia thoạt nhìn tự hồ như là sắp không qua được rồi, nôn ra từng ngụm máu lớn, buồn bã ỉu xìu lên tiếng nói. Diệp Húc cầm bừa cho qua, chớp chớp mắt đầy tình tứ cười nói. Huynh đài, ta thấy ngươi rõ ràng có thể tìm tòi được nhiều thần liệu tự thừa như vậy. Đột nhiên ta tính lên, ngươi dùng thần liệu làm vật liệu để rèn cấm bảo, nhất định cũng không phải là chuyện đùa. Không khỏi để cho ta thấy cái mình thích là thèm. Món cấm bảo đó của ngươi, ngươi cũng ném qua đây. Sau khi ngươi đã ném qua rồi, thì ta mặc dù ra mặt có dày, cũng không thể không cứu ngươi. Thiếu niên kia ngứa hết cả hai hàm răng, hận không thể nhào đầu về phía trước, kéo hắn thật mạnh vào trong cấm chế ma diệt thành tro. Tuy nhiên chuyện đã như thế này, hắn cũng chỉ có thể cố gắng nín nhịn, đem món cấm bảo này tế lên, vứt xuống trước người Diệp Húc, rồi trợn mắt nhìn hắn. Diệp Húc thu cái cấm bảo này, pháp lực lập tức dũng mãnh tiến vào bên trong cấm bảo, chặt đứt cảm ứng ở giữa cái cấm bảo này cùng với thiếu niên kia. Hắn lặp đi lặp lại đánh giá vài lần, không khỏi tán thưởng liên tục cười nói. Người rõ ràng đã dùng tới loại thần liệu cao cấp để tạo ra cấm bảo, thật sự là phong phú của trời, phong phú của trời mà. Thiếu niên kia chỉ cảm thấy cấm pháp phân thân của mình ở trong cấm bảo bị Diệp Húc gạt bỏ, trong lòng giận dữ, chớp chớp mắt tình tứ, làm ra vẻ đáng thương nói. Huynh đài, người đã được món bảo vật này, giờ đây hẳn là quyết định ra tay cứu giúp chứ? Diệp Húc tế lên Ngọc Lâu, đem cái cấm bảo này nhét vào bên trong đó, ngáp ngáp vài cái, rồi vẫy tay cười nói. Ngài cứ tiếp tục, ta đi trước đây. Thiếu niên kia uất ức nhìn chân chối, chỉ thấy Diệp Húc giống như lửa cháy ở sau mông, dắt chó liền ra đi. Cái con chó mực kia cũng thông minh nhanh chân chạy liền, chỉ trong chớp mắt đã không còn nhìn thấy gì nữa. Huynh đài, ngươi còn không có cứu ta. Thiếu niên kia kêu lên, giọng to rõ hồn nhiên, không có biểu hiện nửa phần trọng thương không dậy nổi. Huynh đệ, ngươi muốn giả bộ, tốt xấu cũng phải giả giống cho một chút, ít nhất cũng không nên dùng máu viễn cổ cự thú, mà phải dùng máu người, như vậy mới giống là học máu chứ. Diệp Húc cười ha hả, thanh âm từ xa xa truyền đến. Máu thú sao? Thiếu niên mi thanh mục thú kia mở to mắt, ngây ra như phỗng, một lúc lâu sau không nói ra lời, qua thật lâu sau mới phun ra một ngụm khí đục, cả giận nói. Còn mẹ hắn, hàng năm đánh nhãn, ngược lại bị ma tước ngổ mù mắt rồi, không nghĩ tới lại bị bại lộ ở cái điểm này. Xui, thật sự là xui. Ta, Phó Tây Lai, đường đường thiếu chủ Thanh Hiên Thần Phụ, thế nhưng lại bị một tên tiểu tử cưỡi chó lừa đi toàn thân gia sản, nói ra thật tức muốn chết mà. Miệng y toàn nói dối, y không phải thiếu chủ Thái La Thiên Cung, mà là thiếu chủ Thanh Hiên Thần Phủ, đối lập với Thái La Thiên Cung. Phó Tây Lai cố tình đuổi theo truy giết, chỉ thấy Diệp Phúc đã sớm biến mất vô tâm vô tích. Lúc này, tức giận hừ một tiếng, mắt nhìn nhìn vào trong hồ lô, ngửa đầu, chát xuống vài ngụm thú huyết thầm nghĩ. May mắn, Thanh Hiên Thần Hồ của ta không bị tên tiểu tử cưỡi chó kia lừa mất đi. Khẩu thần hồ này là bảo vật hộ thân cha ta giao cho ta, thần dụng vô cùng, ảo diệu muôn phương. Nếu là cũng bị hắn lừa đi, vậy thì mệt thảm rồi. Tuy nhiên, hắn nói cũng không sai, ta đúng là dùng thú huyết, có thể lừa bịp một số người, thế nhưng gặp tên tiểu tử cưỡi chó này liền không lừa được. Mũi chó rất linh mẫn, tuy nhiên những người khác không phải ai cũng đều có khả năng như tên cưỡi chó này cả chứ. Ta bị thương, ai tới cứu ta, cứu ta. Có người hay không vậy, cứu mạng, cứu mạng. Y nằm trên mặt đất tiếp tục kêu lên,
Diệp Húc ngồi trên đầu Hạo Thiên Quyền có chút tự nhiên thầm nghĩ: cái đám thần tử này đều là những nhân vật cực đoan vô cùng lợi hại, mỗi người cũng không thể khinh thường. Chẳng qua hiện nay đã có hai vị thần tài ở trên tay của ta rồi, thu hoạch được một khoản rất là tài phú. Nếu là có thể đem vị thần này hết thảy mà cướp sạch một lần, tài phú của ta chỉ sợ đủ để đem Di La Thiên Địa Tháp luyện chế thành thánh bảo, thậm chí là còn dư. Tài phú trong tiểu nguyên giới đích xác thực lớn lên kinh người, mặc dù là Diệp Phúc cũng không khỏi giật mình. Trong ngọc lầu của hắn, các loại thần liệu trồng chất như núi, bảo khí bốc hơi như mây, đủ để có thể luyện chế thành hơn 10 kiện thánh bảo. Tuy nhiên, nếu Diệp Phúc tính đem Di La Thiên Địa Tháp tăng lên tới trình tự thánh bảo, chỉ sợ vẫn còn không đủ. Di La Thiên Địa Tháp phải cần tài liệu rất nhiều, hơn nữa lại phải cần tài liệu cực kỳ cao đẳng. Tài liệu đổ vào tiếp theo chủ yếu vẫn còn cần Diệp Húc tự thân lĩnh ngộ. Hắn phải lĩnh ngộ ra đạo văn đạo ngân của Tam Thập Tam Thiên, ngưng tụ Tam Thập Tam Thiên đạo môn, sau đó mới có thể hoàn toàn luyện Di La Thiên Địa Tháp thành thánh bảo được. Đồng dạng, ngọc lô của hắn cũng phải như thế, mới có khả năng tăng lên tới trình tự thánh bảo. Cũng tức là nói, hắn chỉ có thể đem bản Vương Khai Thiên Kinh lĩnh ngộ đến giai đoạn thánh hoàng. Tam Thập Tam Thiên, 3000 thế giới, thập đại địa ngục, hết thảy đủ loại đều từ đạo văn đạo ngân tạo thành, ngưng tụ ra đạo môn, có thể tăng thêm phẩm cấp cho ngọc lâu. Ồ, tiên linh chi mạch. Diệp Húc đột nhiên chú ý tới mấy tòa thánh sơn ở phía trước truyền đến linh khí cực kỳ dày đặc hơn. Cỗ linh khí này không phải hơi thở kiểu giai thuần dương linh mạch bình thường tản mát ra, mà là tiên linh khí. Hắn tiến vào tiên giới sớm một thời gian nên đã biết thiên giới tiên linh chi mạch phần lớn là vật có chủ, tiên linh chi mạch còn không có thuộc về mình. Tuy nhiên, ở trong Ngọc Hư Cung, 12 vu tổ đã lên tiếng. Nếu ở bên trong tiểu nguyên giới, bọn họ thu về bảo vật gì đều do chính mình sở hữu, Ngọc Hư Cung cũng không thu hồi. Nơi đây tiên linh chi mạch không phải là chỉ có một đường, mà là rất nhiều đường. Trời thấy, ta dựa vào ngọc thụ đào trộm thiên giới linh khí, không biết năm nào tháng nào mới có thể tu thành thánh hoàng. Tuy nhiên, nếu là được đến tiên linh chi mạch là có thể thêm cho ta tốc độ tu luyện thật nhanh rồi. Diệp Phúc trong lòng vừa động, lập tức phóng lên cao bay về phía mấy tòa thánh sơn. Cho dù ta được một mảnh nhỏ thế giới chia căn, tiên linh chi mạch với ta mà nói vẫn là có trọng dụng, có thể trở thành linh đan diệu dược, đủ để nhanh chóng bổ sung tu vi, cũng có thể dùng để nuôi nấng ngọc lâu, khiến cho ngọc thụ trưởng thành. Trong mấy tòa thánh sơn này truyền đến một tiếng thú giống, một con tê giác cái từ trong núi rừng gào thét lao ra, chân đạp vào đám mây, gào thét hướng Diệp Húc mà vọt tới. Đây là một con viễn cổ cự thú sống ở trong núi, tuy rằng không bằng cửu phụ như vậy cường đại, nhưng cũng là một loại cự thú cực kỳ cường hãn dị thường, là một dị chủng thời xa xưa, đã muốn tu luyện tới trình độ vu hoàng. Diệp Húc cũng không thèm nhìn tới, tâm niệm vi động tiến lên Hạo Thiên Khuyển. Chỉ thấy con chó này nhìn lên trời mà giống, hình thể càng lúc càng lớn, chỉ một chảo nó ấn chặt đầu con tê giác cái này. Con tê giác không khổng lồ bị nó đè xuống đất, gào thét dãy giụa không ngớt, nhưng trước sau cũng không thể trốn thoát được. Con chó này đã nuốt cự thú cùng sắc chết vô hoàng nhiều vô cùng, đã muốn chính thức bước vào trình tự vu hoàng. Hạo Thiên Khuyển mở to cái miệng rộng, răng rắc một tiếng, cắn đứt đầu con tê giác cái này 2-3 miếng, liền nuốt ngay con cự thú này vào trong bụng. Trong thánh sơn, tiếng hô tiếng huyết gió không dứt, không ngừng có nhiều cự thú trong núi lao ra. Cửu Anh, Cùng Kỳ, Phi Bò, Áp Dữ, mấy tòa thánh sơn này rõ ràng là chỗ cự thú vui chơi. Trong chớp mắt, liền có trên dưới 100 con cự thú trong núi trào ra đánh tới Diệp Húc. Hạo Thiên Khuyển vui mừng khôn xiết, lập tức đón nhận hơn 100 đầu viễn cổ cự thú. Ở giữa không trung đại chiến, tàn sát thảm thương vô cùng. Từng lúc từ giữa không trung lại rơi xuống những cái đầu thật lớn, hoặc là phần còn lại của chân tay đã bị cụt to lớn như ngọn núi vậy. Lên. Diệp Húc giơ tay đánh ra một chảo, tu vi ngưng tụ hóa thành một cái bàn tay to che trời, chỉ nghe oành vang ầm ầm không dứt, từng đám cấm chế trong thánh sơn này nổ bung. Tiên linh chi mạch trong núi bị một bàn tay của hắn hết thảy kéo lên, chỉ thấy từng đường tiên linh chi mạch bị kéo lên không, xê dịch biến hóa, có khoảng hơn 30 đường. Linh mạch nhiều như vậy cũng đủ để cho ta tu thành tứ phẩm vô hoàng rồi. Trong lòng Diệp Húc vô cùng mừng rỡ, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang, lại có một cấm chế mạnh mẽ vỡ tan. Chỉ thấy một đường linh mạch vô cùng lớn bị pháp lực của hắn dẫn ra khỏi thánh sơn, tản mắt ra dao động cơ hồ có thể so sánh với một tôn thánh hoàng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 112 của chúng ta tạm thời đã kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở những tập tiếp theo của câu chuyện trong những các video sắp tới. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ.
Và các bạn hãy nhớ hãy like và đăng ký kênh La Lan YouTube giúp mình. Cảm ơn các bạn. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.